Vâng, The Audio kính chào quý vị âm thanh, âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại kênh YouTube của The Audio, một kênh hiện đang cung cấp những thiết bị âm thanh hàng Mỹ do Mỹ sản xuất. Quý vị và các bạn thân mến, để tiếp tục trở lại clip ngày hôm nay, trước mắt quý vị và các bạn chúng ta đang xem, The Audio tiếp tục làm những clip giới thiệu những sản phẩm về với trung tâm của The Audio. Đây là những model lần đầu tiên về với trung tâm của The Audio, tuy nhiên cũng là những model cực kỳ hiếm trên thị trường của Việt Nam hiện nay. Nó là đời cực cao. Vâng, nó là đời cực cao. Thì đây là những model JBL AM7215 đời 4 số. Bên trung tâm của Teodo thì đã từng sở hữu những cặp 6315 hoặc là 6215 hoặc là 6212 trên 64 trên 95 vân vân. Thì đây là cặp 7215. Nó là đầu 7. Những dòng 7215 này được thiết kế thân thùng rất là nhỏ gọn, có chiều cao cũng vừa phải và thiên về chiều sâu, đời cực kỳ là cao, được thiết kế là một loa bát 40 từ neo và một loa chép neo. Và những cái dòng model này thì chắc chắn quý vị và các bạn đã xem những cái clip của những các cái model AM6212 hoặc là 6215 mà bên trung tâm của Teodo đã có những clip mà nội thất. Thì những cái chiếc phân tần được thiết kế cực kỳ là khủng và hiện đại. Tuy nhiên những cái model trước thì nó là bát từ thường và chép từ neo. Đấy. Nhưng cặp 7215 này lại được thiết kế là bát neo, chép neo. Model của bát là 2265 HPL. Tức là những chiếc bát này hay thường được lắp ở trong những cặp 725, 715. Và những chiếc chép kèn này thì lại là cái model là 2432H. Vâng, những cái cặp 715 hoặc là 7215 hoặc là 6212 thì được lắp chiếc chép kèn neo là 2431H. Nhưng lên đầu 7 này thì nó được lắp là chiếc chép kẹt là 2432H. Vì vậy nên những cặp loa như thế này nó cực kỳ là đời cực kỳ là cao, cũng như có chất âm cực kỳ là hay mềm mại, vì nó được thiết kế vừa bát neo vừa chép neo. Và giá trị của cặp loa này thì cũng không hề là thấp. Giá trị của cặp loa này giá mới nó cũng tầm khoảng 170-180 triệu cho một cặp. Tuy nhiên những cặp này về với trung tâm của Teodo thì Teodo chắc chắn nó là rất đẹp. Về cái ngoại thất đó cũng được đánh giá rất là đẹp, bởi vì nó không bị bất cứ một vết xước sát nào trên thân thùng, không có bất cứ một vết xước sát nào trên thân thùng. Vì vậy nên cặp này rất là đẹp. Còn riêng bên trong thì Audio cũng sẽ có những cái clip để mở nội thất để quý vị và các bạn chúng ta cùng xem để tham khảo cũng như để trải nghiệm về những cái dòng sản phẩm như thế này. Thì trước tiên quý vị và các bạn chúng ta cùng xem về cái ngoại thất. Ở đây là bên trung tâm của Teodo vừa về chưa chưa có lau mà mới bóc ra, là quay cho quý vị và các bạn chúng ta cùng xem trước. Đấy, và sau những cái clip này thì Teodo sẽ lau. Đấy, thì nó sẽ sạch và nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Đấy. Chúng ta thấy rằng từ những cái thân thùng. Đấy. Từ những cái thân thùng và cái vách nó còn rất là đẹp và không có bất cứ một vết nào xước ở những cái cặp mà nó không có những cái vết xước như thế này, thì đảm bảo rằng rất là hiếm trên thị trường. Đấy, có thể những cặp loa này cũng đang rất là hiếm. Tuy nhiên, để tìm được những cái cặp mà nó được cái thân thùng nó được đẹp đều mà nó không có một cái vết xước sát nào trong khi vận chuyển như thế này, nó là một cái điều rất là hiếm có. Vì vậy nên những cặp này là cặp đẹp ngoại mục. Đấy, giá mới của cặp này là nó khoảng 170 đến 180 triệu cho một cặp với thời điểm hiện tại. Vì nó là đời cực cao và chất âm của những dòng sản phẩm này thì chắc chắn rằng nó cũng sẽ rất là hay, và vì nó sẽ mềm mại và đời cao, được thiết kế những củ chép ở đời 4 2432 2432H, và cái loa bát thì lại là bát đời của đời 4 số 2265. Ở đấy chúng ta xem về cái ngoại thất trước tiên, sau đó thì những clip này thì sau thì Audio sẽ có những cái clip quay về cái nội thất để quý vị và các bạn chúng ta cùng xem và trải nghiệm. Những cái cặp như thế này chắc chắn là những quý vị nào chơi thì vừa là chơi hay, vừa là bày đẹp, vừa là sang chảnh, bé nhưng mà nhỏ nhưng mà có võ, nhỏ nhưng mà rất là chất. Đấy. Được thiết kế những cái thân thùng nó rất là nhỏ gọn. Đây là chúng ta nhìn thấy là nó toàn bùng là cái vết bẩn nha. Đấy. Vết bẩn nó bám mà thì eo đồ chưa lau rồi. Đấy. Đấy. Rất là nhỏ gọn. Những cái model AM7215, 6215 hoặc là 6212 vân vân thì nó được thiết kế lúc nào cái thân thùng cũng nhỏ gọn hơn những các cái model khác, bởi vì nó thiên về cái chiều sâu từ phía trước về phía sau.
Đấy. Và vì chiều sâu của những chiếc như này chúng ta thấy rằng nó tầm khoảng 50. Tuy nó vậy nhưng mà thiết kế những cái chiều sâu nó tầm khoảng 50. Đấy, đây là các cái vách. Ở những cái cặp như thế này thì chúng ta thấy rằng đây ở đằng sau nó cũng được thiết kế rất là nhỏ, rất là đẹp đấy. Từ những cái chạm ở phía sau nhé, chúng ta thấy từ những cái chạm ở phía sau rất là đẹp. Thường ra thì vận chuyển nó đường dài thì nó không bị cái xước vết xước nọ cũng bị vết xước kia. Tuy nhiên những cái cặp như này nó lại được đẹp toàn vẹn như này. Ở bên tỷ Eldo lâu lâu lại được những cái cặp nó đẹp một cách trên cả tuyệt vời mà tỷ Eldo cảm thấy rất là vui. Còn nói chung những cái cặp khác nó cũng đẹp, nhưng mà dù nó đẹp thì đẹp nhưng chúng ta thấy rằng tìm kỹ là nó vẫn ra có những cái vết xước xát nhỏ nhỏ như sợi tóc. Nhưng mà riêng những cái cặp như này nó đặt ngoại mục, không bao giờ có một cái vết xước nào. Đấy. AM7215 trên 95. Đấy, chúng ta nhìn thấy từ những cái con ốc này, từ những con ốc này nó còn đang sáng sáng lão như thế là vừa mới lắp vào đấy. Còn ở bên trong thì chúng ta khỏi phải lo, riêng bên ngoài đã được như này rồi thì bên trong lúc nào cũng đẹp như thế là hàng vừa mới sản xuất ra. Đấy, những cặp như này, quý vị nào quan tâm những cái sản phẩm này xin hãy liên hệ với tỷ Audio để biết được chi tiết về những cái sản phẩm bên trung tâm của tỷ Audio đang sở hữu. Mọi nhu cầu quý vị các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại 0975 600 005 để được tư vấn chi tiết hơn. Tỷ Audio thuộc địa chỉ thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Và những cái cặp như này thì quý vị nào quan tâm những cái sản phẩm này, chúng ta có thể tra nó trên Google là có thể biết được thông số về cái sản phẩm như thế này, cũng như về những các cái model đời, năm sản xuất, cũng như về cái giá trị của cái dòng 7215 này. Và bây giờ thì Audio sẽ dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip sau.